em tiêm hormone nam khoảng hơn một năm, là cuối năm 2021 là em bắt đầu cắt ngực. Ngày em đi cắt em gọi cho chị em nước ngoài là nay em phẫu thuật, em giấu hoàn toàn tuyệt đối tất cả mọi người luôn. Gần hơn một năm thì mẹ em vô tình thấy em là gương mặt đại diện, thì mẹ mới thấy em cởi trần, mẹ mới không gọi cho em. Mẹ em cái gì cũng biết, em sẽ tâm sự với mỗi chị em thôi. Mẹ điện thì hỏi là ủa Út nó làm cái gì vòng một hay sao mà tại sao lại cởi trần. Em mới sắp xếp một cái lần về nhà để mà ngồi xuống nói với mẹ. Lúc đầu cũng sợ mẹ đánh luôn á, nhưng mà khi về thì mới ngồi xuống nói mẹ là mẹ ơi con cắt rồi. Mẹ không đánh, không chửi, không mắng gì lớn hết rồi. Nhưng mà mẹ hơi buồn, tại sao không chia sẻ không với mẹ. Nói với mẹ trước. Dạ. Từ lúc đó là mẹ đã thương rồi, mẹ nói sau này con có muốn làm bất cứ thứ gì, nó là tính mạng của con mà mẹ mang nặng đẻ đau mày. Nói mẹ một tiếng để mẹ an tâm.